ông nội tôi xuyên không đến dị giới rồi tạo phản, mà tôi lại có thể chuyển các đồ vật cho ông thông qua chiếc gương. Ông cũng dạy tôi các thuật như thấu thị, điều khiển đồ vật, tăng hình, dịch chuyển. Dần dần, tôi phát hiện ra mình đã là người bất khả chiến bại trong thành phố. Hả? Á? À? Cháu không nhận ra ông nội cháu nữa à? Sao lại sợ ông thế? Ông là ông nội của cháu, không phải là ma đâu. 9 năm trước ông nội cháu đã xuyên không, rồi tu luyện thành công và trở thành đại tướng quân. Nhưng hoàng đế lại thật ngu muội, tàn ác. Mới gần đây ông đã tạo phản rồi. Ông là ông của cháu thật sao? Cháu nói vớ vẩn gì thế? Mau gọi bố cháu qua đây. Ông tìm bố cháu có việc. 5 năm trước, bố mẹ cháu bị tai nạn mất rồi ạ. Hesi, năm đó thầy bói đã nói rằng bố cháu rất khó nuôi. Ông và bà nội cháu cực khổ nuôi nó nên người. Thật không ngờ rằng nó vẫn đi trước bố nó. Cháu ngoan à, bây giờ ông nội rất cần cháu giúp đỡ. Cháu giúp gì được à? Hoàng đế ngu muội, tàn ác, con muốn giết ông, việc ông tạo phản có hơi bất ngờ. Hiện giờ ông đang thiếu lương thực và vũ khí, mùa đông lại sắp đến rồi. Ông vẫn thiếu quần áo mùa đông. Trong tay có 10 vạn tướng sĩ, muốn họ dốc sức ít nhất cũng phải cho họ ăn no mặc ấm chứ. 10 vạn binh sĩ, nhiều vậy sao? Chẳng biết là chém gió hay là thật nữa. Ông nội, ông đang ở dị giới, cháu cũng không thể giúp ông được. Hơn nữa số tiền ít ỏi trong thẻ của cháu cũng không thể mua được bao nhiêu đồ. Ông nội của cháu vừa có được một bảo vật rất mạnh, được gọi là gương trống. Ông liên lạc với cháu qua gương, cháu cũng có thể thông qua gương chuyển những đồ vật ở bên cháu qua bên này. Wow, như vậy cũng được sao? Cháu ngoan à, cháu giúp ông tạo phản, ông cũng có thứ tốt cho cháu đây. Bây giờ cải thiện thể chất cho cháu trước đã. Cháu ngoan, cháu ngủ một giấc là thể chất của cháu sẽ mạnh lên rất nhiều. Thứ lúc này ông nội cần nhất là lương thực. Cháu nghĩ cách đi, ngày mai ông sẽ liên lạc cháu sau. Ông nội vẫn còn sống, hơn nữa còn tạo phản ở dị giới. Đau quá, mình không phải đang nằm mơ. Nhưng trong thẻ của mình chỉ còn 10 vạn tệ. Mua một ít gạo cũng phải hết 5 vạn. Trong tay ông lại có tận 10 vạn người. Dù có ăn cháo cũng không được mấy bữa. Bỏ đi, không nghĩ nữa, để ngày mai tính sau. Ôi, không ngờ rằng thể chất của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hem, à, phải rồi. Hôm qua mình hẹn người ta đến xem nhà. Nếu mình cho người khác thuê phòng chắc cũng kiếm được một ít tiền. Chào anh, tôi đến đây để xem phòng. Đây không phải là Hoa Khôi Tiểu Vi sao? Chào em nhé. Anh là Doja. Chúng ta học cùng trường. Nếu em muốn thuê phòng, sợ là không thích hợp. Em vẫn nên tìm thử nhà khác đi. Tiểu Vi có nhiều vệ tinh như thế. Tôi lại là một kẻ thấp cổ bé họng như thế này. Hả? Cái gì cơ? Doja ơ. Tiểu Vi sực nhớ ra, lớp 10 cô bị hai tên lưu manh bắt nạt. Lúc đó chính tôi đã bảo vệ cô ấy. Anh Doja, vậy em đi chỗ khác xem phòng nhé. Nếu không tìm được, hy vọng anh Doja sẽ cho em thuê căn phòng này. Được, không thành vấn đề. Sau khi Tiểu Vi rời đi, tôi đã đến vùng ngoại ông thuê một nhà kho hẻo lánh. Sau đó đến chợ buôn, đặt 30 tấn gạo với giá xỉ. Nhìn thấy 2.000 tệ còn sót lại trong tài khoản ngân hàng, tôi liền cau mày. Xem ra cần cho thuê căn phòng đó rồi. Nếu không mình sẽ chết đói trước khi kịp giàu. Doja, anh có nhà không? Em có thể mở cửa ra trước được không ạ? Hem. Tiểu Vi, thế này là ban nãy em đi gặp một chủ nhà, người đó không giống người tốt, còn đi theo em nữa. Em gái á, nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu đấy. Anh Doja, chính là hắn ta đấy ạ. Đây là ông anh 50 vạn mà. Vài ngày trước, tình cờ nhìn thấy ảnh người này trong nhóm lớp. Hắn là Lưu Khôn, tội phạm truy nã cấp anh, tiền thưởng truy nã 50 vạn. Này cậu kia, mở cửa ra đi, cả hai người đi vào trong mau, không thì đừng trách ông đấy vô lễ. Đại ca, đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đừng có mà câu giờ, nhanh lên. Đúng lúc này, may mà hôm qua ông đã cải thiện thể chất cho tôi, nếu không hôm nay chắc tôi ốm đòn mất. Đội trưởng Lương, là tôi. Đô ra đây. Đô ra, là cậu đấy à? Hiện tại vụ việc của bố mẹ cậu vẫn chưa có tiến triển mới, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đội trưởng à, tôi biết anh sẽ cố gắng. Lần này tôi gọi anh không phải về việc này. Tôi đã bắt được Lưu Khôn, vẫn tròn 50 vạn chứ. Gì cơ? Cậu nhìn thấy Lưu Khôn, đừng có tiếp xúc với hắn đấy. Trong tay hắn có tận mấy mạng người liền. Cậu ở đâu? Tôi dẫn người qua ngay. Ở nhà tôi, địa chỉ anh cũng biết rồi. Đội trưởng Lương, người ở đây này. Đúng 50 vạn là 50 vạn đấy nhé. Từ lúc nào mà thằng nhóc này giỏi thế này nhỉ? Sau khi viết lời khai ở đồn cảnh sát, trời cũng chập tối. Tôi vội va đến nhà kho. Đô ra cháu chỉ chuẩn bị được chút ít này thôi sao? Ông à, trong thẻ cháu có đúng 10 vạn tệ. Thuê kho tốn mất 8.000 tệ. Mua gạo tốn thêm 9 vạn nữa. Nhưng mà ông ơi, thật sự trong tay ông có 10 vạn binh sĩ sao? Mấy ngày nay lại tổ chức nạp quân, lại tăng thêm 2 vạn người rồi. Bây giờ có tổng cộng 12 vạn người rồi.
Cháu ngoan à, sao thẻ cháu chỉ có 10 vạn tệ thôi? Chẳng lẽ cháu tiêu tiền bồi thường của bố mẹ cháu đến mức chỉ còn chút này sao? Ông nội, tài xế gây tai nạn năm đó trốn mất rồi. Chỗ tai nạn lại không có camera giám sát. Cháu vẫn chưa tìm được tên khốn đó. Thật là vô lý. Đô gia, là người con. Cháu nhất định phải tìm ra tên khốn đó đấy. Phải rồi, ông nội, số gạo này tính thế nào? Ông chuyển đá quý qua cho cháu được không? Để cháu bán rồi mua thêm đồ cho ông. Cháu chạm gương vào đồ vật là sẽ chuyển đồ qua được. Tạm thời chưa thể chuyển đồ qua cho cháu. Bên cháu chuyển qua đây thì dễ, bên này chuyển qua lại rất khó. Tôi nhấc gương lên, vừa chạm vào đống gạo lớn này đã biến mất trong nháy mắt. Cháu ơi, về vấn đề lương thực cháu vẫn phải nghĩ thêm cách đấy. Cháu biết rồi thưa ông. Không chuyển đồ qua đây được, nhưng ông truyền một số dị năng cho cháu đi. Ha 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 ha, thằng nhóc thối này, ông là ông nội cháu đấy. Có gì tốt đẹp chẳng lẽ lại không cho cháu mình ư? Chiếc gương này bị giới hạn nên không thể truyền hết cho cháu được. He he, ông ơi, mỗi lần truyền cho cháu một chút là được. Vậy ông sẽ truyền khả năng thấu thị sang cho cháu. Nhưng nhớ kỹ, hiện giờ sức mạnh của cháu chưa đủ. Dùng bừa bãi sẽ rút cạn mạng sống của cháu. Chỉ có thể dùng tối đa 3 lần một ngày. Ông nội nói có thể sử dụng khả năng thấu thị 3 lần một ngày. Hay là thử tí nhỉ? Ô, ông nội tuyệt vời quá đi mất. Có khả năng thấu thị thì nên kiếm tiền thế nào nhỉ? Cao sổ số thì sao? Không được, chỉ có thể thấu thị 3 lần trong một ngày. Đồng thời, mỗi chớp mắt sẽ tính là một lần. Tôi đã bác bỏ ý định này. Hay đi Macau? Cũng không được. Thắng ít thì chẳng được bao nhiêu. Nhưng thắng đậm thì chủ sòng bạc cũng sẽ ngấm ngầm giở trò. Cuối cùng, tôi nghĩ đến một cách thường được dùng trong tiểu thuyết là cực đá. Rất nhanh tôi đã đến phố cực đá, rồi đi vào trong một cửa hàng khá lớn. Các kệ trong cửa hàng bày nhiều hòn đá với nhiều kích cỡ khác nhau, mức giá từ vài trăm đến vài vạn tệ. Tôi âm thầm nhíu mày, thấy tỷ lệ những viên đá này bán ra sẽ không được giá lắm. Xin chào, chỗ các cô chỉ có thế này thôi sao? Thưa anh, trên tầng 2 và tầng 3 vẫn còn đấy, nhưng tầng 2 cần xác minh tài chính 20 vạn. Tầng 3 cần xác minh tài chính 100 vạn. Tôi đau đớn tôi gục ngã, đến cả năm 2.000 tệ tôi còn không có. Nhưng vào lúc này, tiếng báo tin nhắn bất ngờ vang lên. Tôi lấy ra xem. Wow, 50 vạn tiền thưởng được chuyển đến rồi. Đúng là thời tới cản không kịp mà. Tôi muốn lên tầng 2. Số lượng đá thô ở tầng 2 ít hơn tầng 1, nhưng chất lượng có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi nín thở dùng thuật thấu thị. Nhìn hòn đá thô đầu tiên được bán với giá 45 vạn tệ. Đùa, chỉ là ít màu xanh. Chi hơn 40 vạn mua cái này chắc lỗ chết mất. Tôi lại nhanh chóng nhìn vào hòn đá thứ 2. Cái này ổn hơn một tí, nhưng cũng không xứng với mức giá đó. Tôi nhanh chóng chuyển sang hòn đá thứ 3. Ồ, tôi mừng thấy ông cố. Bên trong hòn đá thô này, vậy mà lại chứa một hòn ngọc to bằng nắm tay. Hòn đá này có bớt không? Nhân viên bán hàng lắc lắc đầu, thưa anh. Giá cả ở đây đều được niêm yết rõ ràng, không bớt thêm được đâu ạ. 25 vạn tệ nhé, cô hỏi ông chủ đi. Nếu ông ấy đồng ý tôi sẽ mua luôn. Chàng trai, bán 25 vạn tệ cho cậu đấy. Biết tin, chủ cửa hàng nhanh chóng đi đến. Được ông chủ à, tiện thể ông giúp tôi tách hòn đá này ra nhé. Được, không thành vấn đề. Tiếng máy tách đá vừa vang lên, ngay lập tức thu hút nhiều người tới xem. Chúc mừng ông chủ thắng lớn. Là ngọc bích loại băng, xém chút là đến loại thủy tinh rồi. Đáng tiếc quá. Vậy cũng rất tốt rồi. Tôi ra giá 50 vạn. Những thương nhân buôn bán đá quý bắt đầu ra giá, nhưng tôi lại đứng bất động. Phiền anh tiếp tục tách đá. Tách hết đá ra đi nhé. Tiếng máy tách đá lại vang lên. Thở tách đá, cẩn thận tách toàn bộ màu phỉ thúy ra. Nhìn xem, phát tài rồi kìa. Nhìn cái màu này, là loại thủy, ít nhất cũng phải 200 vạn đấy. Người anh em ơi, 220 vạn tệ, tôi mua nó. Anh trai ơi, đá quý Chu thị chúng tôi mua với giá 230 vạn tệ. Nghe báo giá của giám đốc Thẩm, những người còn lại đều ngơ ngác. Với thế lực của đá quý Chu thị, mua với mức giá này cũng không lời lãi mấy. Còn nếu bọn họ mua, chắc cũng bị lỗ chứ đùa. Có được số tiền 280 vạn vừa rồi, tôi vui vẻ đi về nhà. Ông chủ Từ à, tôi đâu ra đây? Tôi lấy thêm 300 tấn gạo hôm trước nhé. Không biết giá cả thế nào nhỉ? Đô gia à, trước lạ sau quen mà. Nếu đã là khách hàng cũ nhất định sẽ được ưu đãi. Mỗi cân gạo giảm 4 tệ. Cậu thấy thế nào? Chốt nhé. Ông ơi, sao ông lại thành ra thế này? Ông vừa mới chiến một trận. Chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu. Ông nội, ông có muốn cháu nghĩ cách đưa mấy khẩu súng cho ông không? Không có tác dụng đâu. Ông đã từng thử rồi. Ở thế giới này không thể dùng thuốc súng đâu. Mấy binh khí lạnh kia. Nếu tiện thì cháu lấy cho ông một ít nhé. Chẳng mấy chốc, cả 300 tấn gạo đã chuyển sang bên ông nội. Cháu ngoan à, ông nội cũng có đồ tốt cho cháu đây. Đô gia, lần này ông sẽ cho cháu khả năng điều khiển đồ vật. Cháu có thể điều khiển chuyển động của đồ vật thông qua tâm trí. Nếu tập luyện thường xuyên, sức mạnh tâm trí của cháu sẽ mạnh lên rất nhiều.
Điều khiển đồ vật sao? Nghe có vẻ cũng được đấy chứ. Lên nào. Xem ra sức mạnh tinh thần của mình vẫn còn quá yếu. Lên. Ồ, điều khiển những đồ vật nhỏ vẫn dễ hơn nhiều. Xem ra có thể chuẩn bị một ít kim bạc để làm ám khí phòng thân cũng được. Ngày hôm sau, tôi đi đến chợ Mộc Thụy Lệ, dự định đi xem đá thô. Không ngờ lại gặp ông chủ đồng, chủ tiệm đá thô. Đô già, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Ông chủ đồng đến nhập hàng sao? May nhờ có cậu, hàng ở trong tiệm cũng sắp hết nên phải qua đây nhập hàng. Ông chủ đồng, tôi không biết bên này như thế nào. Không biết liệu tôi có thể đi theo ông để học hỏi kinh nghiệm không? Tất nhiên là được rồi. Ông chủ đồng đến đúng lúc lắm. Bên tôi vừa về lô hàng mới. Đô ra, vị này chính là ông chủ lớn bên này. So với ông chủ đường, chỗ tôi chỉ là một cửa tiệm quản con thôi. Chào ông chủ đường. Chào Đô ra. Ông chủ đường, tôi và ông chủ đồng qua đây tìm hiểu một chút. Nếu có hòn đá nào tốt, tôi cũng sẽ mua mấy hòn chơi chơi. Không vấn đề ha ha. Ông chủ đồng, Đô ra, hai người cứ tự nhiên. Tôi chắc chắn sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất. Ông chủ à, chàng trai đó không hề đơn giản chút nào. Tại sao không đơn giản chứ? Trực giác mách bảo nếu không dùng súng chắc chắn đánh không lại cậu ta. Cũng thú vị đấy. Đô ra à, mấy hòn đá này đều rất tốt, nhưng giá cũng hơi chát đấy. Thắng cược thì tốt, còn nếu thua cược thì cũng sẽ lỗ nặng đấy. Tôi gật đầu, sử dụng thật thấu thị. Hòn đá đầu tiên, bỏ. Hòn thứ hai, lỗ ít. Hòn thứ ba cũng rất chi là tầm thường. Ồ, hòn đá này mà tăng giá 3-4 lần cũng không vấn đề. Đô ra, thế nào rồi? Nhìn chúng hòn đá nào chưa? Đây là lần đầu cậu đến đây nên tôi sẽ giảm 20% cho cậu. Khách quen cũ như ông chủ đồng cũng chỉ được giảm 10% thôi đấy. Vậy cảm ơn ông chủ đường nhé. Tôi lấy hòn đá này. Nếu tiện thì phiền ông chủ đường tách giúp tôi luôn nhé. Được, tôi sẽ sắp xếp một thợ tách đá tốt nhất cho cậu đây. Chúc mừng cậu Đô ra. Cậu lời to rồi, chúng tôi tách đá xong rồi. Giá sơ bộ là 3.200 vạn tệ, nếu để lâu hơn nữa có thể bán ra với giá 3.500 vạn tệ đấy. Đường Tại Thiên vừa nói chuyện lại vừa nhìn tôi. Xem tôi bình tĩnh thế nào. Ông ấy thầm ngạc nhiên. Xem ra chàng trai trẻ này chắc chắn đến từ một gia tộc có tiếng tăm. Không biết ông chủ đường có hứng thú mua nó không? Nếu ông mua tôi sẽ bán lại cho ông với giá 3.000 vạn. Đô ra à, miếng ngọc này tính sơ sơ cũng phải được 3.200 vạn tệ rồi. Tôi không thể chiếm lời của cậu như vậy được. Thế này nhẽ, tôi mua lại nó với giá 3.400 vạn tệ. Nghe đến đây, Đồng Huy ngây người ra. Một người khôn ngoan như Đường Tại Thiên mà lại không chiếm lợi sao? Xem ra cái cậu Đô ra này không hề đơn giản. Vậy phải cảm ơn ông chủ đường rồi. Ông chuyển 5.000 vạn cho tôi trước nhé. Ngoài ra, 1.400 vạn tôi muốn nhờ ông chủ đường mua giúp tôi ít đồ. Đô ra à, không biết cậu muốn mua đồ gì? Tôi muốn đặt một lô kiếm đường, sử dụng loại thép tốt, số lượng 1 vạn chiếc, tìm một nhà máy sản xuất ở Miến Điện. Không biết ông chủ đường có cách nào không? Cách thì không phải là không có, chỉ là việc vận chuyển đồ đạc vào đây hơi khó khăn thôi. Không cần chuyển vào đây, đến lúc đó ông sắp xếp cho tôi qua bên đó, tôi sẽ dùng đường khác để vận chuyển đồ đi. Không thành vấn đề, chỉ cần không chuyển vào đây là được hết. Vậy nhờ cả ông chủ đường nhé, chúng ta sẽ liên lạc sau. Ông chủ, có cần điều tra cậu ta không? Đừng có điều tra. Ra thế cậu ấy không phải là thứ chúng ta có thể đụng vào đâu. Nếu bị phát hiện sẽ gặp rắc rối đấy. Rõ, thưa ông chủ. Ra ngoài lâu như vậy rồi, mình cũng phải về trường để xem tình hình thế nào. Ông ơi, ông bị mắc nghẹn ở cổ sao? Cháu là bác sĩ, để cháu giúp ông nhé. Nếu là trước đây tôi sẽ không quan tâm chuyện này. Nhưng hiện giờ trong thẻ vẫn còn 5.000 vạn, làm việc tốt cũng không vấn đề gì. Để tôi giúp. Có lẽ sức của ông hơi yếu rồi. Tôi dùng thấu thị để nhìn cổ của ông ấy, phát hiện ra hạt của bị mắc trong cổ họng. Tôi nín thở, dùng thuật điều khiển đồ vật, lập tức ra sức, hạt của đó liền bị đẩy ra ngoài. Chàng trai trẻ, cô gái trẻ à, cảm ơn hai cháu nhiều nhé. Hai cháu đều là học sinh của các trường gần đây chứ. Thưa ông, cháu là Đô Gia, là sinh viên năm 3. Không cần phải cảm ơn cháu, chuyện nhỏ ấy mà. Cháu là Lê Nhã, là bác sĩ Fabi. May nhờ có anh chàng đẹp trai này, nếu không hạt của đấy sẽ không thể lấy ra được. Chị là bác sĩ Fabi, chị có quen đội trưởng Lương Võ không? Đội trưởng Lương của đội hình sự sao? Trùng hợp tôi được điều qua đó, sau này tôi sẽ là đồng nghiệp của anh ấy. Nghe nói anh ấy rất giỏi phá án. Đúng rồi, làm thế nào mà cậu quen đội trưởng Lương vậy? Vụ tai nạn của bố mẹ tôi là do anh ấy điều tra, đi lại mấy lần thì quen anh ấy. Hóa ra là như vậy. Vậy sau này vụ án của bố mẹ cậu có tiến triển, tôi sẽ thông báo cho cậu. Đội trưởng Lương bận việc lắm, nên có thể sẽ không kịp thời thông báo cho cậu. Vậy em cảm ơn chị trước nhé. Chúng tôi nói chuyện mấy câu rồi ai về nhà nấy. Mà lúc này, ông lão lại lấy điện thoại rồi bấm số. Tiểu Trần à, cậu có một cấp dưới tên Lương Võ à? Thưa ông ủy, đúng là có một người tên Lương Võ. Ông có chỉ thị gì sao?
Tôi có một anh bạn nhỏ tên là Doja. Vụ án của bố mẹ cậu nhóc do Lương Võ phụ trách. 5 năm rồi vẫn chưa phá án xong. Bảo Lương Võ tập trung vào vụ án này đi. Rõ, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy. Tôi mới về đến nhà, đã nhìn thấy Tiểu Vi đang đứng đợi ở cửa. Tiểu Vi, em vẫn chưa tìm được phòng à? Anh Doja, em thực sự không được một căn phòng phù hợp. Hay là em thuê phòng của anh nhé? Được rồi, vậy em cứ ở lại đây đi. Cảm ơn anh. Các cháu ơi, ông về rồi đây. Anh ba, anh chịu quay về rồi sao? Lão Tam à, tưởng cậu bỏ rơi bọn này thật chứ. Lão Tam à, khá lắm, có cả tin đồn với Tiểu Vi cơ đấy. Còn bị người ta chụp lén đăng lên mạng kìa. Lão Tam à, chuyện của cậu và Tiểu Vi có thật không? Nếu đúng là như vậy, ba người chúng tôi ủng hộ cậu 6 chân 6 tay luôn. Ha 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 ha, sao có thể như thế được? Gái gú chỉ là phù du mà thôi. Sời, anh em à, dạo này tôi kiếm được ít tiền, trưa nay tìm chỗ làm một chầu đi. Ở lại trường 5 ngày, tôi lại xin nghỉ phép để qua chỗ Thụy Lệ, kiếm đủ tiền để mua lô vũ khí đó. Cùng với việc tập luyện, khả năng thấu thị cũng tăng lên, một ngày có thể sử dụng thấu thị 4 lần. Ai mà mua 4 hòn đá này, chắc chắn sẽ lô đến tận nhà bà ngoại. Chậc chậc chậc, đang bảo là nhìn trông quen quen. Hóa ra là cậu thật à? Đô ra, cái thằng nghèo như cậu, đến đây xem cái gì chứ? Hứ, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Dương Vinh, là một công tử có tiếng trong trường, cũng chính là người theo đuổi Tiểu Vi. Nghe được tin đồn giữa tôi và Tiểu Vi, mấy ngày trước hắn còn đem người chặn tôi. Dương đại thiếu, cậu đến được, tôi thì không à? Cậu đến cũng được thôi, nhưng mấy hòn đá này mày có mua nổi không? Dù có bán cả cậu đi, cũng không mua nổi 1/10 hòn đá thô này đâu đấy. Cậu nhiều tiền thì cậu mua đi. Nói xong tôi phớt lờ cậu ta, mà chú ý những hòn đá còn lại. Vinh thiếu à, mấy hòn đá này trông cũng khá là tốt đấy. Chỉ là với cái giá này, để cược thì hơi đắt. Cháu cảm thấy mình có duyên với chúng, trực giác của cháu mách bảo. Hôm nay chúng sẽ giúp cháu kiếm về một khoản không nhỏ đấy. Lần này giúp gia đình mua đá thô, số tiền Dương Vinh có thể chi ra là 5.000 vạn, 4 hòn đá cộng lại. Tất cả cũng vừa vặn hơn 4.800 vạn tệ. Mua thật đấy à? Đúng là đại gia tiêu tiền như rác. Tôi ước tính rằng ngọc bích trong 4 viên đá thô này, bán ra tối đa cũng chỉ được 1.500 vạn. Vậy ít nhất cũng phải lỗ 3.000 vạn. Ha ha ha, Đô gia, cậu nhìn thấy gì chưa? Đây gọi là sức mạnh đấy. Cóc ghẻ đừng hòng đòi ăn thịt thiên Nga. Đừng có hòng mà nghĩ đến Tiểu Vi. Cảm ơn Dương đại thiếu đã coi trọng. Tiểu Vi, có nhiều người theo đuổi như vậy mà cậu lại nhắm vào tôi. Đừng tự rác vàng lên mặt chứ. Cậu còn lâu mới đáng để tôi chú ý. Tôi lời để ý đến Dương Vinh, nên tiếp tục xem mấy hòn đá khác, nhưng vẫn không thu được gì. Ngay khi tôi chuẩn bị sang tiệm khác, lại bất ngờ nhìn thấy một hòn đá ở trong góc. Hòn đá không lớn, bề ngoài trông rất xấu. Thấu thị, bên trong hòn đá này hầu hết là ngọc bích. Hơn nữa chất lượng cũng rất cao. Viên ngọc loại thủy tinh to như vậy, giá sẽ không dưới 5.000 vạn đâu. Cuối cùng tôi chỉ chi đúng 3.000 tệ để mua hòn đá này từ tay ông chủ. Tôi mang hòn đá đến tiệm của Đường Tại Thiên. Đô ra, thế này là sao? Ông chủ Đường à, cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi. Tôi bán cho ông giá 5.000 vạn, ông có mua không? Bán cho tôi với giá 5.000 vạn sao? Đường Tại Thiên trùng xuống. 5.000 vạn với ông cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhưng ông ấy chỉ suy nghĩ một lát, đã mỉm cười và đồng ý. Vậy thì tôi chiếm món lợi này của cậu nhé. Đường Tại Thiên vui vẻ chuyển khoản cho tôi 2.900 vạn tệ, còn 2.100 vạn còn lại là tiền trả lô kiếm đường. Đô ra, cậu mua hòn đá thô này không đắt đấy chứ? Mua 3.000 tệ thôi. Ông chủ Đường sắp xếp người tách hòn đá này đi. Đừng tách công khai đấy. Đường Tại Thiên gật đầu, ra hiệu cho người bên cạnh cất hòn đá đi. Đúng lúc này, vệ sĩ ở bên cạnh đột nhiên hét lên, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Dương Quân, cậu mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống sẽ thoải mái hơn đấy. Ông chủ Đường à, chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây, Dương Quân từng tham gia chiến đấu, bị một mảnh đạn găm vào trong cơ thể, phẫu thuật cũng không cắt ra được, mỗi tháng đều sẽ bị đau như vậy. Ông chủ à, tôi vẫn ổn. Mảnh đạn găm vào đâu vậy? Ở giữa tim và cột sống. Phẫu thuật ở vị trí này rất rắc rối, bất cẩn một cái là có thể gây tổn thương đến tim hoặc cột sống. Dương Quân, nếu anh tin tôi sẽ lấy nó ra giúp anh. Nghe thấy tôi nói vậy, cả hai đều hoang mang. Nhưng Dương Quân vẫn lên tiếng, Đô ra, tôi tin tưởng cậu. Tôi đứng dậy đặt tay lên lưng Dương Quân, sử dụng khả năng điều khiển đồ vật. Ra mau, mảnh đạn được rút ra ngay lập tức. Là thứ còn con thế này sao? Hai người ngây ra như phóng, nhìn mảnh đạn trên tay tôi mà không thể tin nổi. Rất lâu sau đó mới hoàn hồn lại. Cậu Đô ra đây đúng là giỏi như thần. Cảm ơn cậu, Đô ra. Dương Quân đã đến hơn chục bệnh viện nhưng đều không làm gì được. Thật không ngờ qua tay cậu Đô ra đây, lại giải quyết dễ dàng như vậy. Phương pháp của tôi rất khác với bệnh viện. Ông chủ Đường phải giữ bí mật đấy nhé, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Dương Quân, cậu đi xử lý vết thương trước, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, nếu sức khỏe của cậu ổn hơn, thì cậu sẽ cùng Đô ra đi Miến Điện. Vâng, thưa ông chủ. Thưa ông chủ, đã tách đá xong rồi ạ. Wow, cái này, cậu Đô ra à, tôi chiếm lợi nhiều rồi. Viên phỉ thúy này là loại thủy tinh,
Tính sơ qua, giá trị của viên ngọc sẽ không dưới 6.800 vạn tệ đâu. Sau khi trò chuyện với Đường Tại Thiên một lúc, tôi lại một mình đi lang thang. Lời, này, các anh, chuyện gì mà náo nhiệt thế? Haha, một công tử nhà giàu vung tay mua 4 hòn đá với hơn 4.000 vạn. Ba hòn đá đầu tách ra, được số ngọc không đến 1.000 vạn. Hòn đá cuối cùng này có lẽ cũng không khá hơn. Nghe vậy, tin tôi liền đập mạnh, rồi tôi vội lên đó xem. Đúng như dự đoán, hòn cuối cùng là hòn đá có giá trị cao nhất. Bây giờ nó bị tách ra thành 4 mảnh, mà viên ngọc quý lại nằm trong mảnh đá nhỏ nhất. Sao lại như thế được? Nể tình đó là bạn cùng trường với mình. Nên tôi tốt bụng nhắc nhở, Dương Thiều à, tách thêm nữa đi, có lẽ vẫn còn hy vọng đấy. Tách cái đầu cậu, ông đây bán 1 vạn tệ một mảnh cho cậu, tin không? Đúng là có lòng tốt giúp mà không biết tốt xấu. Tôi khinh, cậu có lòng tốt thì cậu mua hết đi. Được, tôi mua, cậu đừng có mà hối hận đấy nhé. Tôi lập tức chuyển 4 vạn tệ cho Dương Vinh, rồi nói với thợ tách đá, phiền anh tách miếng nhỏ này ra trước. Chẳng mấy chốc, mảnh đá đã bị tách ra, thấy màu xanh rồi này, ngọc xanh lục loại băng trông cũng khá to. Lời to kìa, khả làm anh bạn, mua được căn nhà rồi. Chết tiệt, Dương Vinh nhìn hòn đá thô bị tách ra, liền thấy hối hận vô cùng, cậu ta vốn muốn cười nhạo tôi, không ngờ lại là kết cục thế này. Ba viên đá thô chưa tách này, tôi muốn mua lại với giá 100 vạn tệ. Dương Thiếu đúng là thẳng thắn mà, ha 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 ha. Sáng ngày hôm sau, Dương Quân lái xe chở tôi đến nhà kho ở Miến Điện. Đồ đã được chuyển vào trong kho rồi, cậu có thể vào trong kiểm tra hàng. Và trong kho, tôi nhìn thấy hàng trăm hộp gỗ bên trong, mỗi hộp gỗ đều chứa đầy kiếm đường. Đồ cũng được đấy, Dương Quân, cho anh nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ cho người đến vận chuyển đầu. Sau khi Dương Quân đi, ban đêm ông nội đã xuất hiện. Cháu à, lần này có đồ gì tốt đấy? Ông ơi, trong tâm tình của ông tốt đấy. Ông đánh bại Ngân Nguyệt Thành rồi đúng không? Ha ha, tất nhiên rồi. Ngân Nguyệt Thành còn con mà không đánh được, thì sao ông làm loạn được nữa? Lần này thứ cháu chuẩn bị không phải lương thực, mà là 1 vạn thanh kiếm đường. Ôi, kiếm này cũng được đấy chứ. Tốt hơn nhiều so với mấy thanh kiếm của binh sĩ bên này. Chỉ là 1 vạn thanh kiếm vẫn hơi ít. Vậy cháu sẽ đặt thêm ạ. Ông nội, bên đó còn thiếu lương thực và những thứ khác không ông? Ông đã chiếm được Ngân Nguyệt Thành, thu được một ít lương thảo, tạm thời lương thực vẫn ổn. Nhưng giờ trong thành đang thiếu muối, cháu nhớ mua thêm ít muối và quần áo mùa đông nữa nhé. Cho cháu ít đồ tốt này, lần này không cho khả năng mới, mà ông sẽ nâng cấp sức mạnh tâm trí của cháu. Tôi giải phóng tất cả sức mạnh tâm trí ra. Phút chốc, tôi có thể cảm nhận được những thứ trong khoảng 3-4 mét. Nâng cấp nhiều vậy sao? Tôi lục trong túi áo lấy ra một đồng xu nho nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Dương Quân đã đến đón tôi về. Đô gia, hình như có người theo dõi chúng ta. Tôi nhìn phía sau, quả nhiên có người đang bám đuôi. Đây là lần đầu cậu đến đây. Bên kia rất có thể bám đuôi tôi, hay là tìm chỗ để cậu xuống xe. Tôi xử họ xong sẽ đón cậu sau. Anh là vệ sĩ mà. Họ không nhắm vào ông chủ anh. Sao lại nhắm vào vệ sĩ chứ? Trước đây lúc đi lính, tôi đã đắc tội người tên Ta Nguy. Tôi ở cạnh ông chủ nên ông ta không dám làm bừa. Lần này ông chủ không đi cùng, có thể đối phương thấy đây là cơ hội cứu tôi. Đô gia, cậu xuống xe đi. Anh yên tâm lái xe đi, cứ giao họ lại cho tôi. Lúc này, một viên đạn lao nhanh về phía tôi. Nhưng nó vừa bay vào vùng tâm trí của tôi, tốc độ liền chậm lại. Tôi giơ tay nắm chặt viên đạn, đi đi. Sau đó tôi lại lấy 3 đồng xu ra rồi ném đi. 3 xe máy lập tức nổ lốp. Cậu Đô gia, để tôi gọi điện cho ông chủ. Ông chủ, chúng tôi ổn, Đô gia đã xử một tên rồi, mấy tên còn lại vẫn chưa rõ sống chết. Dương Quân, cậu bảo vệ Đô gia nhé, tuyệt đối không để Đô gia xảy ra chuyện đấy. Tôi sẽ đích thân đi đón 2 người. Đô gia, thật xin lỗi cậu, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Không có gì, chỉ cần sau này không ảnh hưởng đến tôi là được. Phải rồi, lô kiếm rất tốt, tôi đặt thêm 2 vạn thanh nữa. Không vấn đề, Đô gia, 2 vạn thanh kiếm này cậu không cần trả tiền nữa. Ta Nguy làm ra chuyện thế này, không có mấy nghìn vạn tôi quyết không bỏ qua đâu. Số tiền này, tôi sẽ lấy từ chỗ ông ta. Cái gì? Dương Quân, cậu vừa nói Đô gia bắt được 1 viên đạn, sau đó lại ném viên đạn nó đi, khiến một tên trong đó chết tại chỗ sao? Không ngờ cậu Đô gia này lại có thể hứng đạn bằng tay không? Cho dù ở gia tộc học võ thì với sức mạnh đó, sợ rằng cũng vô cùng hiếm có. Nhất định phải tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu ta. Về thủy lệ, tôi lại đến chợ đá thô. Tôi phát hiện cùng với việc khả năng được nâng cao, giờ tôi có thể thấu thị 10 lần một ngày. Sau 2 ngày, tôi đã hoàn thành 2 mục tiêu nhỏ.
Trở về Vân Hải, tôi liền bật chế độ mua sắm điên cuồng. Chỉ trong 2 ngày, tôi đã mua 1.500 tấn gạo, 1.000 tấn rau và thịt, 500 tấn muối, 10 vạn bộ đồ mùa đông. Cuối cùng tôi còn mua hàng chục cái phơ la cam, tấm pin năng lượng mặt trời, kính thiên văn công suất cao. Xung quanh thành trì sẽ bị áp chế, ông không thể bay lên để kiểm tra tình hình trong thành. Nếu có thể dùng phơ la cam, vậy sẽ giúp ích được rất nhiều. Trời dần tối, tôi ở nhà kho đợi ông nội liên lạc. Nhưng tôi không biết rằng, lúc này ở gần nhà kho, có 2 người đang thận trọng tiến lại gần. Anh Lục, anh có chắc trong nhà kho này có đồ tốt không? Tất nhiên rồi, hôm nay tôi đã nhìn thấy rất nhiều xe, chuyển nhiều đồ vào kho này. Hơn nữa trong đó hình như chỉ có một người. Đợi hắn đi khỏi, chúng ta sẽ vào đó. Cháu ngoan à, ông nội ơi, ông bị thương rồi phải không? Không có, là kẻ địch bị thương. Nhưng lần này, cũng nhờ có một vạn thanh kiếm đường cháu chuyển cho ông. Đúng là chết tiệt, ông đã đánh giá thấp lũ khốn đó. 3.000 quân tinh nhuệ của chúng nấp trong thành. Bọn chúng ẩn nấp mấy ngày hôm nay mới bất ngờ lộ diện. Ông nội, sau này ông phải cẩn thận, đừng bao giờ đánh giá thấp kẻ địch nào. Phải rồi, lần này cháu đã chuẩn bị hơn 2.000 tấn thức ăn, 500 tấn muối và 10 vạn bộ đồ đông cho ông. Cháu ngoan, thứ ở phía sau cháu là những thứ gì thế? À đó là phơ la cam ạ, cả mấy tấm pin năng lượng mặt trời và ống nhòm nữa. Phơ la cam không hoạt động được đâu. Ông nội, ông có thể thử trước xem thế nào. Có thể không thể dùng thuốc súng, nhưng phơ la cam không dùng thuốc súng mà. Lần trước nâng cấp sức mạnh tâm trí cho cháu. Lần này ông cho cháu khả năng mới vậy. Lần này ông nội cho cháu khả năng tàng hình. Cháu ngoan, 10 ngày sau ông cháu ta gặp lại nhé. Thật sự có thể tàng hình sao? Quần áo tàng hình được này. Vậy có nghĩa là thứ chạm vào mình đều tàng hình được sao? Tôi thử chạm vào gương. Quả nhiên, tấm gương dần dần biến mất, nhưng rất nhanh đã xuất hiện lại. Mình hiểu rồi, kích thước và chất lượng đồ vật càng lớn, dị năng của mình tiêu thụ càng nhiều. Nhưng có được khả năng này, lúc quan trọng có thể cứu mạng. Được đấy, được đấy, ha 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 ha. Sau khi chuyển đồ cho ông nội xong, tôi rời nhà kho và trở về nhà. Anh Lục, người ở trong kho đi rồi. Hành động đi, hai người cẩn thận đi đến cửa nhà kho. Chưa đầy 3 phút đã mở được khóa, hai người vội đi vào trong kho. Chuyện gì xảy ra vậy, đồ đâu rồi? Anh Lục, chúng ta gặp ma rồi phải không? Tôi chuyển đồ qua cho ông nội. Ông nội lại lấy ra đống dị năng để tôi lựa chọn. Sau một tuần ở trường, lại đến lúc tôi chuyển đồ cho ông nội rồi. Tôi lại đi miến điện một chuyến nữa. Cấp dưới Tang Uy vừa nhận được tin thì lập tức báo tin cho ông ta ngay. Chúng ta có cần hành động không? Thằng nhóc Bi với tên Dương Quân đó là một sinh viên bình thường. Tôi điều tra cả 18 đời nhà cậu ta rồi. Cậu ta hoàn toàn không có gia thế khủng gì. Cái chuyện lần trước thật sự là nuốt không trôi mà. Nhưng giao hảo giữa Kim Tướng Quân với Đường Tại Thiên rất sâu nặng. Như vậy rõ ràng là không được rồi. Ông chủ, tôi và bọn cá đi một chuyến. Mê mơn, hành động thật nhanh gọn vào đấy nhé. Tiện thể điều tra tại sao họ Đường lại coi trọng Đô Gia. Đường Tại Thiên chính là một con cáo già mà. Lão sẽ không vô cớ đối xử tốt với người khác đâu. Đô Gia, anh nghỉ ngơi trước đi. Khi nào chúng ta quay về, tôi sẽ gọi anh sau. Được, thưa cậu. Đến tối, tôi đang đợi ông nội liên lạc. Bất ngờ, một chiếc xe tải đâm thẳng vào cửa nhà kho. Hai người trên xe nhảy xuống, lấy hai quả lựu đạn ra định ném vào tôi. Thế khẩn cấp, tôi vội sử dụng khả năng tàng hình. Nhìn thấy cảnh này, cả hai đều hoang mang. Nhưng giây tiếp theo, hai người bọn họ đã bị hai đồng xu xuyên thủng đầu. Ông nội, cháu ngoan, cháu có nhớ ông nội không? Ông ơi, bên cháu đang xảy ra chút chuyện. Hai người bọn họ muốn giết cháu, nhưng cháu giết họ rồi. Có thể chuyển họ qua đó không? Không vấn đề, người chết có thể chuyển qua đây. Ông nội á, trong kho này có tổng cộng 10 vạn tấn lương thực, muối, đường 5.000 tấn. Cháu ngoan, bây giờ cháu muốn khả năng gì nào? Tấn công, phòng thủ, hay là những khả năng đặc biệt như tàng hình, thấu thị đây? Ông ơi, những khả năng này từ đâu ra vậy á? Ha ha, tất nhiên ông không thể có nhiều khả năng như vậy được. Người biết võ khi đến một khả năng nhất định, có thể có tài năng thiên phú này có thể tranh đoạt lẫn nhau. Lúc chiến đấu ông nội bắt được nhiều tên địch, tài năng thiên mà phú ông đoạt được cũng không ít. Nói rồi ông nội, lấy một hộp gỗ từ trong không gian ra. Bên trong có đủ các loại bóng năng lực lớn nhỏ. Cháu muốn cái nào đây? Ông nội có thể chọn cho cháu cái tốt nhất. Ông ơi, ông có đề xuất gì không? Dịch chuyển thế nào? Với khả năng hiện tại của cháu, không dịch chuyển được xa, nhưng gặp phải nguy hiểm, khả năng này có thể cứu mạng cháu. Dịch chuyển kết hợp với tàng hình, nghe cũng ổn áp đấy. Ông ơi, vậy cháu chọn khả năng dịch chuyển ạ. Các tướng sĩ cần thêm áo bông, cháu nhớ đặt nhiều một chút nhé. Ngoài ra mua thêm một ít cát và 11 măng nữa, để tiện xây dựng một vài pháo đài phòng thủ vững chắc. Nửa tháng sau ông sẽ liên lạc với cháu. Tôi nín thở.
tập trung tinh thần, bóng dáng của tôi lập tức biến mất khỏi mặt đất. Lúc xuất hiện đã yên vị trên xe rồi. Thành công rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi Dương Quân đến. Doja, anh biết Tang Huy sống ở đâu không? Hả? À, tôi biết. Phần lớn thời gian ông ta sống trong một biệt thự. Nhưng an ninh ở biệt thự đó rất nghiêm ngặt. Bên dưới biệt thự còn có vô số các lối thoát hiểm. Nếu có bất kỳ động thái nào, ông ta sẽ rời đi ngay. Doja, cô hỏi cái này làm gì? Tối qua, ba tên cấp dưới của ông ta đến gây rối. Tôi chăm sóc bọn họ rồi. Sợ là Tang Huy không bỏ qua. Hay là để tôi ra tay trước nhỉ? Doja, cậu đừng nên mạo hiểm. Rủi ro cao lắm. Không sao, tôi sẽ đi xem tình hình trước. Không chắc chắn tôi sẽ không làm gì. Đến khuya, tôi đến bên ngoài biệt thự của Tang Huy. Bảo vệ cũng nghiêm mặt thật. Chỉ thấy bên ngoài biệt thự được bao bọc bởi hàng rào thép gai. Bên trong còn có bảo vệ tuần tra của vũ trang. Đi thôi, tôi sử dụng tàng hình và dịch chuyển tức thời. Ngay lập tức đã vào trong biệt thự. Nhờ thấu thị, tôi đã tìm thấy căn phòng Tang Huy đang ở. Tôi lập tức tàng hình, cẩn thận đi vào bên trong đó. Được rồi, cút ra ngoài hết đi. Cả ngày không liên lạc được với hai tên thủ hạ. Tang Huy liền có dự cảm không lành. Mà phút này, tôi đã tàng hình đi đến bên cạnh ông ta. Một đồng xu bay nhanh qua đó. Tang Huy liền ngã xuống. Thưa ông chủ, có tin tức mới. Tin gì thế? Tang Huy phải đám tiếu diện hổ đi giết Doja. Nhưng bị Doja giết rồi. Doja tức quá nên giải quyết Tang Huy rồi. Cái gì? Ở bên này, tôi vừa mới về đến nhà. Liền nghe thấy trong phòng có tiếng cãi nhau. Anh định làm gì? Bạn trai của tôi sắp quay về rồi đấy. Bạn trai của em sao? Sau này anh sẽ là bạn trai của em. He he he, tôi vội vàng lao thẳng vào trong. Thì phát hiện ngoài Tiểu Visa còn có một người rất quen nữa. Triệu Hữu Tài ư? Triệu Hữu Tài bạn học trung học của tôi. Tên này tuy bất tài vô dụng, nhưng gia thế lại rất mạnh ở huyện chúng tôi. Tài sản lên đến hàng chục tỷ. Doja, cậu chính là bạn trai của Tiểu Vi sao? Tiểu Vi, tôi khuyên hai người nên chia tay ngay đi. Em đẹp như vậy, mà đi theo thằng nhóc mèo này đúng là phí của trời mà. Triệu Hữu Tài, cậu đến đây làm gì? Tiểu Vi à, tránh xa cậu ta ra. Trên người cậu ta có bệnh đó. Này Doja, cậu nói nhảm cái gì thế? Hừ, cậu có nuôi nổi bạn gái không? Hay là cậu ngoan ngoãn nhường cho tôi đi. Tôi đang định vứt cậu ta ra ngoài thì trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi cười đều nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tôi chẳng nói chẳng rằng liền lôi Triệu Hữu Tài ra ngoài. Doja, cậu mau thả tôi ra. Mấy năm không gặp, gan cậu cũng lớn thật đấy. Mẹ nó, cậu hiên ngang rời khỏi Lôi Sơn coi như tôi thua. Triệu Hữu Tài, nghe nói nhà họ Triệu của cậu ăn nên làm ra lắm, còn là chủ ở đây nữa. Hừ, cậu biết thế là tốt. Năng lực của nhà họ Triệu chúng tôi mạnh hơn cậu tưởng đấy. Ồ, thế á? Vậy tôi rất muốn được đến thăm nhà họ Triệu của cậu. Cậu chắc chắn chưa? Bố tôi tính nóng như kem đấy. Bảo cậu đưa tôi đi thì cứ làm theo đi. Còn nói nhảm gì đấy? Có tin tôi đấm chết cậu không? Được, nếu cậu muốn. Hy vọng đến lúc đó cậu đừng có khóc đấy nhé. Bố, cậu chàng này là bạn học của con. Cậu ta ép con dẫn cậu ta về gặp bố. Bố đừng có khách sáo với cậu ta. Hêm, thật vậy sao? Cũng thú vị đấy. Con ra ngoài trước đi. Bố sẽ nói chuyện với bạn học của con. Chàng trai, cậu thật điên cuồng. Nhưng Lôi Sơn không thể dung nạp một chàng trai điên cuồng như cậu. Nghe nói ông là vua bất động sản của Lôi Sơn. Ha ha ha, đó là cách nói của người khác thôi. Triệu Tông tưởng tôi là một doanh nhân chân chính. Cậu tìm tôi có việc gì? Nếu ông là vua bất động sản, có phiền tôi làm thái thượng hoàng không? Hừ, chàng trai à, cậu đúng là điên thật mà. Con không mau lấy khẩu súng trong ngăn kéo ra. Chàng trai, ý cậu là gì? Ở trong ngăn kéo trên cùng bên phải của ông có một khẩu súng, đường kính 9mm, bên trong có 8 viên đạn. Tôi thấy ông có vẻ đang bị bệnh tim, tình trạng đang rất nghiêm trọng. Nói rồi, sức mạnh tâm trí của tôi đã xuyên vào người Triệu Tông Tường, sau đó biến thành một bàn tay vô hình, bóp chặt trái tim của Triệu Tông Tường. Cậu, cậu giở trò gì vậy? Mau dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ bắn cậu. Nói xong, Triệu Tông Tường liền lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào tôi, nhưng tôi lại không hề nao núng. Cậu chán sống rồi, Triệu Tông Tường không do dự mà bóp cò ngay. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện. Ba viên đạn bay đến cách tôi khoảng mấy cm thì khục lại, rồi rơi xuống đất. Bắn tiếp đi. Nhưng lúc này trong mắt Triệu Tông Tường đã sớm tràn ngập sự sợ hãi. Tay ông ta cũng không ngừng run rẩy. Sao có thể như thế được? Triệu Tông Tường, tôi nhận thất bại. Cậu muốn thế nào đây? Triệu Tổng à, ông đừng ra vẻ vô tội nữa. Tôi là người biết phải trái đấy. Hôm nay con trai ông đến nhà quấy rối bạn gái tôi. Ông nói xem chuyện này cần phải có lời giải thích không? Hừ, nói thẳng đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Nghe thấy giọng điệu không phục của Triệu Tông Tường, tôi không thèm đáp lại, mà là chỉ vào viên đạn trên mặt đất. Triệu Tổng à, những thứ thế này sao lại vứt bừa bãi thế? Người khác thấy sẽ không ai đâu. Trong ánh mắt kinh hãi của Triệu Tông Tường, ba viên đạn dưới đất đã bay lên ngay lập tức. Sau đó tôi vẫy tay, ba viên đạn đó nhanh chóng xẹt qua da đầu của Triệu Tông Tường, bay ra đằng sau. Hu hu. Tôi phục rồi, phục cậu thật rồi. Cậu có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ làm theo.
Vậy mới phải chứ. Tôi muốn ông xây một nhà kho lớn. Tôi muốn dự trữ một ít đồ. Triệu Tông Tường chết lặng. À, ra là vậy. Bố, thằng nhóc Đô Gia tự cao quá rồi. Con tìm người dạy dỗ cậu ta được không? Lúc này Triệu Hữu Tài còn tính toán xử lý tôi, sau đó chiếm lấy Tiểu Vi. Nhưng giây tiếp theo, sau này mày phải tôn trọng bạn học này đấy. Tao mà biết mày không tôn trọng bạn học, tao sẽ đánh gãy hai chân mày ngay và luôn. Hả? Bố, sao lại thế? Cậu ta chỉ là thằng khố rách áo ôm thôi. Mắc mớ gì con phải tôn trọng cậu ta chứ? Bố của mày còn phải gọi một tiếng cậu Đô Gia. Nếu cậu ta đơn giản như mày nói, bố mày có điên mới làm như thế. Bố, cậu ta có chống lưng khủng hay sao? Nếu cậu ta muốn khử nhà chúng ta, nhà họ Triệu chúng ta có thể không trụ đến 3 ngày. Phải rồi, cậu ta là bạn cấp 3 của con. Vậy con hãy tận dụng tốt mối quan hệ này mà tâm bốc cậu ta. Nếu cậu ta có yêu cầu gì con phải cố gắng đáp ứng hết. Ở đây bố sẽ luôn ủng hộ con. Bố, con vừa mới đụng vào bạn gái cậu ta. Con nói thêm mấy lời quá đáng nữa. Con phải làm gì bây giờ? Vậy con ở đây làm gì? Mau cút đi xin lỗi đi. Nếu không được cậu ta tha thứ, thì mày đừng về đây nữa. Được rồi, con đi ngay bây giờ. Anh Đô Gia, ban nãy là tôi có lỗi. Anh muốn đánh mắng gì tôi cũng chịu hết. Cậu là Triệu Hữu Tài sao? Suýt nữa thì không nhận ra cậu, bị bố đánh hả? Chị dâu à, lúc nãy trêu đùa chị là em sai. Chị cũng đánh em cho bỏ tức đi ạ. Hứ, ai? Ai là chị dâu anh chứ? Anh đừng nói lung tung. Chị dâu, là chị tự nói mình có bạn trai mà. Chẳng lẽ anh Đô Gia không phải bạn trai chị? Tôi, lúc đó tôi không muốn anh làm bừa nên tôi mới nói vậy. Được rồi, cậu mau cút đi. Dạ, anh còn có việc gì cần làm không? Nếu có, anh cứ giao cho em. Triệu Hữu Tài sau này chính là đệ của anh. Anh bảo em làm gì em làm đấy. Được rồi, lúc nào có việc cần, tôi sẽ tìm cậu. Đô Gia, bên Miến Điện xảy ra chút vấn đề. Cảnh sát Miến Điện đến điều tra nhà kho, phát hiện trong kho không có gì cả. Cũng điều tra được không có xe nào vận chuyển đồ đạc bên trong đi. Ông chủ đường, có vấn đề gì không? Không có hồ sơ vận chuyển trực tuyến. Một lượng lớn đồ đạc lại biến mất hết. Họ cảm thấy đồ đạc bên trong có vấn đề. Có thể họ sẽ điều tra cả cậu, hả? Ông chủ đường, ông có thể để Kim Tướng Quân đi giải quyết được không? Đô Gia, chuyện này có thể không tiện lắm. Cảnh sát phụ trách và Kim Tướng Quân không đối đầu nhau cho lắm. Chưa chắc Kim Tướng Quân đã đồng ý dính líu vào vụ này. Thế này đi, ông có thể hẹn ông ấy đến Thụy Lễ không? Tôi sẽ qua đó nói chuyện với ông ấy. Được, không thành vấn đề. Ông chủ đường, ông nói võ công của Đô Gia rất cao cường. Thứ lỗi tôi không dám đồng ý, tôi cũng đã từng gặp mấy võ sư của nước Trung Hoa các ông rồi. Tất cả đều là khôi chân múa tay, để mà biểu diễn cũng được. Nhưng về khía cạnh thực chiến hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đường Tại Thiên âm thầm cao mày, dù giao tình sâu đậm, ông cũng không tán thành ý kiến của Kim Tướng Quân. Kim Tướng Quân à, ông nói không đúng chút nào cả. Đô Gia giỏi võ thật. Điều này, tôi tuyệt đối không nói dối ông. Anh ha 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 ha. Kim Tướng Quân lắc lắc đầu, chỉ vào vệ sĩ bên cạnh. Cậu ấy là Titer, quán quân đấu vật tự do Đông Nam Á. Như cậu ấy mới là cao thủ chứ. Ông chủ đường, ông là bạn của tôi. Ông đừng có mà bị trẻ danh dắt mũi đấy. Tôi vừa xuống xe, Đường Tại Thiên đã đến đón. Đô Gia, Kim Tướng Quân vừa đến đây. Ông ấy rất nghi ngờ sức mạnh của cậu, cho rằng võ thuật Trung Hoa chúng ta chỉ là khua chân múa tay. Ồ, thế á? Kim Tướng Quân à, giới thiệu với ông, người này chính là cậu Đô Gia. Cậu Đô Gia, Kim Tướng Quân chính là tướng quân ở bến nước Miến Điện. Dưới ông ấy có 2 vạn người. Chào ông, Kim Tướng Quân. Tôi lịch sự đưa tay ra, nhưng Kim Tướng Quân lại phớt lờ, mà nhìn về phía hai người bên cạnh. Chúng ta bắt tay. Đường Tại Thiên thấy không vui vẻ cho lắm, cho rằng Kim Tướng Quân rất không nể mặt. Tôi lại không nghĩ như vậy. Được, chúng ta bắt tay nào. Tay vừa bắt tay, đối phương liền dùng sức, muốn cho tôi nếm mùi đau đớn. Ha ha, tôi lạnh lùng cười. Thể chất của tôi đã được tăng cường rồi, sắc tôi còn ép phẳng được, huống chi là một bàn tay. Tay sắc, bớt dùng sức lại. Đừng làm cao thủ chúng ta bị thương đấy. Yên tâm đi ông chủ. Nhóc con, để tôi dạy dỗ cậu. Hêm. Tay sắc vẫn chưa nói xong, liền cảm nhận được cơn đau từ bàn tay truyền đến, giống như bị máy thủy lực ép chặt vậy. Tôi nhận thua, tôi nhận thua. Đã nhận thua rồi sao? Tôi còn chưa dùng sức mà. Nói rồi tôi càng nắm chặt hơn. Sau đó liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của tay sắc, và rồi hắn bất tỉnh tại chỗ. Thật là chán, trông đồ con thế này. Sao lực tay lại yếu thế nhỉ? Mấy người chết lặng một hồi rồi mới hoàn hồn. Ông chủ à, hay là để tôi lên đấu với cậu ta xem thế nào? Không cần rắc rối vậy đâu, không phải anh mang dao găm sao? Tôi sẽ đứng yên ở đây, nếu anh có thể đâm vào da của tôi thì coi như tôi thua. Cậu nói thật không? Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. Tì tớ rút dao ra rồi lùi lại một bước, lập tức bùng phát toàn lực. Con dao găm trong tay anh ta lao vào vai tôi.
Tôi nhanh chóng giải phóng sức mạnh tâm trí, biến thành một lá chắn bảo vệ. Chúng ta còn cần đấu nữa không? Không đấu nữa đâu. Tôi phục rồi. Nếu anh vẫn không phục, vậy anh có thể dùng súng thử xem. Kim Tường Quân đứng bên cạnh nghe được lời này, hai mắt liền sáng lên. Tay liền rút khẩu súng ra, bắn đúng hai phát. Cậu đô ra, thứ lỗi vừa rồi tôi vô lễ. Trung Hoa không hổ là nước có nền văn minh lâu đời. Võ nghệ cao cường như vậy đúng thật là thần kỳ. Kim Tường Quân, vậy ra chúng ta ngồi xuống nói chuyện được chưa? Được chứ, được chứ. Kim Tường Quân, đô ra hẹn ông đến đây là có một việc cần ông ra tay giúp đỡ. Sau đó Đường Tại Thiên liền kể lại đầu đuôi sự việc. Lại một lượt, Kim Tường Quân có thể giúp không? Được chứ, hoàn toàn không vấn đề gì. Sau khi tiến Kim Tường Quân, tôi sử dụng khả năng thấu thị giúp Đường Tại Thiên xem mười mấy hòn đá thô. Hòn một lời to đấy, hòn hai lỗ nặng, còn lại là lời ít lỗ ít. Ánh mắt Đường Tại Thiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đô ra, hòn đá nào lời to vậy? Hòn này, ngọc bên trong này có giá trị rất cao. Tôi ước tính giá trị ngọc bên trong cũng phải được 5-6 triệu tệ. Đường Tại Thiên hít một hơi thật sâu. Nếu tính như vậy, lô đá này ông ta có thể kiếm được 5 triệu tệ. Đô ra, lần này tôi cho cậu 2 triệu tệ phí tư vấn nhé. Không cần, chúng ta đặt quy tắc đi. 1.000 vạn một hòn đá, cho tôi 1 triệu năm 2.000 vạn là được. Đường Tại Thiên cũng không nói gì thêm, mà chuyển khoản ngay cho tôi. Ở phía bên kia, ba người Kim Tường Quân đang trên đường đến Miến Điện. Này, tài sát Peter, hai cậu nghĩ sao về Đô ra? Thưa Tường Quân, chúng ta tuyệt đối đừng đụng đến cậu ta. Người như cậu ta giết tôi dễ ợt. Hơn nữa sau lưng cậu ta chắc chắn có thế lực lớn chống lưng. Cậu Đô ra mới chỉ 20 tuổi đầu mà đã lợi hại như vậy. Tương lai sợ là còn mạnh hơn nữa. Xem ra quen biết cậu ta, với chúng ta mà nói chính là một cơ hội trời cho. Các cậu nhất định phải giữ miệng cẩn thận. Hiểu rồi ạ, tôi vừa mới về đến nhà. Điện thoại liền đổ chuông, là chị Lê Nhã gọi cho tôi. Anh Lô, chị Lê Nhã, chị chưa từng gọi điện cho tôi nhỉ? Có chuyện gì vậy? Đội trưởng Lương xảy ra chuyện rồi. Tối qua lúc tan làm anh ấy bị phục kích, đầu bị đánh một cú rất mạnh. Bác sĩ nói rất có thể sẽ không tỉnh lại được, khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Chị Lê Nhã, chị đang ở đâu vậy? Ở bệnh viện nhân dân. Được, tôi sẽ tới ngay. Nhìn Lương Vũ hôn mê bất tỉnh, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đội trưởng Lương bị tấn công vào đầu, não bộ chắc chắn có vấn đề. Nghĩ tới đây, tôi lập tức sử dụng thấu thị. Quả nhiên trong não anh ấy có một cục máu tụ. Xem ra vấn đề nằm ở đây. Tôi sử dụng khả năng điều khiển đồ vật. Ra mau, cục máu tụ lập tức bị tôi lấy ra. Tôi thử gọi một tiếng. Đội trưởng Lương, tôi là Đô ra đây. Anh mau tỉnh lại đi. Vài giây trôi qua, đôi mắt của Lương Vũ mở to ra, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Đội trưởng Lương, đừng cử động, anh vừa mới phẫu thuật xong. Đô ra đấy à, cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Vụ tai nạn xe hơi của bố mẹ cậu có hơi phức tạp đấy. Hả? Phức tạp ư? Đội trưởng Lương, ý của anh là vụ án của bố mẹ tôi không đơn giản là tai nạn xe. Đúng vậy, tôi đã có chút manh mối rồi. Bố mẹ cậu bị mưu sát, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Tôi vô cùng sốc khi nghe thấy điều này, nhưng tôi vẫn an ủi. Đội trưởng Lương, anh đừng nói nữa, anh dưỡng thương trước đã, tôi sẽ chú ý an toàn. Tôi âm thầm nắm chặt tay. Bố mẹ, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả thù cho hai người. Lại đến ngày hẹn với ông nội. Tôi đến nhà kho mà Triệu Tông Tường xây cho tôi. Cậu Đô ra, theo lời cậu nói, 11 mang cát, cốt thép đều không thiếu. Quần áo gửi đến cũng đều ở đây. Rất tốt, Triệu Tổng, ông là người bận rộn, ông đi làm việc khác đi, tối nay tôi sẽ ở lại đây. Được, cậu Đô ra. Thời gian dần dần đến 12 giờ đêm, bóng dáng của ông nội xuất hiện ở trong gương. Cháu ngoan, ông nội cháu gần đây lại chiếm được một thành trì lớn. Ha ha ha. Ông nội, vụ án của bố mẹ cháu có manh mối rồi. Xác nhận họ bị mưu hại, đội trưởng Lương phụ trách vụ án cũng suýt bị diệt khẩu. Cái gì cơ? Đã tìm thấy hung thủ rồi à? Vẫn chưa, ông nội. Nhà chúng ta là một gia đình bình thường, tại sao họ lại ra tay với bố mẹ chứ? Hesi, đành phải nói thật cho cháu biết vậy. Trước đây nhà ta là gia tộc võ đạo, tổ tiên xuất hiện mấy cao thủ cấp tiên thiên. Có thể là họ muốn công pháp của gia tộc chúng ta. Cái gì? Cũng có thể nói, người ra tay với bố mẹ cháu rất có thể là người trong gia tộc mình. Có lẽ vậy. Cháu trai, trước hết đừng nghĩ đến việc trả thù. Sức mạnh của cháu hiện giờ ngang ngửa một gia tộc võ đạo hùng mạnh. Lành ít dữ nhiều. Ông ơi, cảnh giới võ đạo phân hóa thế nào vậy á? Từ thấp đến cao, lần lượt là minh kính, âm kính, hoa kính, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, tất cả bảy cảnh giới. Nhưng cháu ngoan à, cháu cũng đừng sợ, cháu bảo vệ mình thật tốt là được. Sức mạnh của gia tộc võ đạo tuy rất mạnh, nhưng chỉ cần ông nội đưa mấy vị cường giả qua đó, họ chỉ có bị hành ra bã. Ông nội, ông yên tâm, cháu sẽ bảo vệ mình thật tốt. Đúng rồi, ông nội, sao lần này ông lại chiếm được một thành nhanh như vậy á? Máy bay không người lái mà cháu gửi qua đã giúp ông rất nhiều. Giết địch đến mức chúng trở tay không kịp.
Thì ra là như vậy. Ông ơi, lần trước ông nói cần cát và 11 măng. Cháu đã chuẩn bị hết cho ông rồi. Nói rồi tôi nhấc chiếc gương lên rồi chuyển hết đồ qua bên đó. Cháu ngoan, lần này ông nội sẽ truyền lại cửu chuyển chân long tước, tầng thứ nhất của gia tộc chúng ta cho cháu. Đi. Cháu ngoan, công pháp được giấu trong phòng chứa bài vị tổ tiên. Cháu đi xem còn ở đó không. Đừng chạm bằng tay, sẽ có dấu vết đấy. 3 ngày sau ông lại tìm cháu. Sau khi ông đi, tôi ngồi xếp bằng và bắt đầu tu luyện. Mai đến khi trời sáng tôi mới đứng dậy. Thử xem thành của tu luyện tối qua nào. Dị năng cộng thêm võ công, sức mạnh tăng lên đáng kể. Ra đây mau, đại soái à. Mai lại có đồ tốt rồi sao? Cái này gọi là 11 măng, trộn theo tỷ lệ sẽ được bê tông. Sau đó thêm những cốt thép này vào, tranh thủ thời gian tu sửa lại thành phía đông trước đi. Rõ, thưa đại soái. Dưới sự hướng dẫn của ông nội tôi, những người thợ nhanh chóng sửa sang lại tường thành. Đại soái, như vậy có được không? Nhất định phải được. Ngày mai cậu sẽ biết thôi. Tôi đến văn phòng của Lương Vũ, muốn tìm hiểu thêm về vụ án của bố mẹ mình. Nhưng Lương Vũ từ chối vì lý do bảo mật. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, thì phát hiện trên bàn anh ấy có vài tài liệu. Tôi nhanh chóng bật chế độ thấu thị. Chủ tịch tập đoàn trưởng không Dư Thọ Nhân sao? Rời khỏi phòng điều tra, tôi không vội đi tìm Dư Thọ Nhân, mà là lái xe về quê trước. Đến nhà tổ tiên, tôi thất thỏm kéo cánh cửa mở ra. Vào đến nhà chính, ta dùng thấu thị nhìn vào bài vị. Tổ tiên, quả nhiên công pháp không còn nữa rồi. Mắt tôi bỗng lóe lên một ánh nhìn lạnh lẽo. Ông chủ, Đô Gia đã đến phòng điều tra một chuyến, sau đó đã trở về quê. Mê mơ, ảnh tử à, vậy thì cậu mau chóng đến nhà Đô Gia một chuyến. Kiểm tra xem cậu ta có biết gì về công pháp không? Rõ, thưa ông chủ. Đêm khuya, một bóng đen cẩn thận lẻn vào trong nhà tôi. Hắn cẩn thận kiểm tra bài vị một lượt. Phát hiện lớp bụi trên bài vị, không có dấu vết chạm vào, cũng không có sự xê dịch nào. Xem ra Đô Gia hoàn toàn không hay biết gì cả. Chưa đầy 5 phút, Dư Thọ Nhân đã nhận được tin nhắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại. Lục Gia, cái tên Đô Gia trở về quê một chuyến, cũng không động vào bài vị tổ tiên. Chắc chắn cậu ta không biết chuyện công pháp gia truyền. Chút chuyện còn con này cũng cần phải báo á. Lục Gia là thế này, gần đây Đô Gia có hơi kỳ lạ. Cậu ta bất ngờ có rất nhiều tiền, còn lái cả một siêu xe. Hơn nữa tôi cũng đã cho người điều tra thẻ ngân hàng cậu ta, nhưng không phát hiện gì cả. Ồ thế á, một con cá muối như cậu ta đã thật sự trở mình rồi sao? Thế này đi, tạo một cuộc tai nạn tiến cậu ta lên đường. Tôi không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào. Được thưa Lục Gia, làm gọn gàng một chút. Chờ chuyện lần này xong xuôi hết, tôi có thể cho cậu đạt đến công pháp Hoa Kính. Nghe đến đây, ánh mắt Dư Thọ Nhân lộ rõ vẻ vui sướng. Hoa Kính chính là cảnh giới mà hắn luôn mơ ước. Lục Gia xin hãy yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Văn, cô lên huyết đen tìm một tên sát thủ giỏi gây tai nạn đi, để còn tiễn Đô Gia đến gặp bố mẹ cậu ta. Rõ, thưa ông chủ. Triệu Tổng, tôi cần mấy thứ, ông cho người mua giúp tôi nhé. Đô Gia, cậu cần gì cứ nói đi. Tôi cần 10.000 máy bay không người lái các loại, chất lượng ổn một chút đấy. Cần thêm 100 máy phát điện, nhớ chuẩn bị thêm cả dây cắm và ổ cắm đấy. Thêm 100 tấn xăng, cho hết vào trong thùng xăng. Hả? Đô Gia, không phải là ngày tận thế sắp đến đấy chứ? Sao cậu lại tích trữ nhiều hàng thế? Ông hỏi nhiều thế, cứ cho người đi mua là được. Đúng rồi, mua thêm 1.000 đèn pha cỡ lớn, 1.000 bóng đèn các loại, 10.000 cái bát lửa, băng gà các thứ 10.000 cuộn. Tạm thời mua những thứ này trước đi, mang đến nhà kho trước tối mai. Đừng sợ tốn tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển chi phí cho ông. Hiểu rồi, thưa cậu. Đô Gia, những thứ cậu còn đều ở đây rồi. Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Máy bay không người lái tổng cộng 2.500 vạn tệ, những thứ nhỏ nhặt khác cộng lại cũng chỉ 200.300 vạn. Tôi chuyển ngay 3.000 vạn vào tài khoản Triệu Tông Tường. Đô Gia, cậu xem, cũng muộn rồi, cùng nhau ăn một bữa nhé. Cậu và Hữu Tài là bạn học, tôi muốn để nó học hỏi theo cậu cho thật tốt. Được thôi, vậy thì cùng nhau ăn một bữa. Đang ăn dở bữa, điện thoại của Triệu Tông Tường bất ngờ vang lên. Triệu Tổng, bệnh tình lão gia chuyển biến xấu rồi, ông mau về xem sao. Nghe đến đây, sắc mặt của Triệu Tông Tường bỗng thay đổi. Ông ta nói với tôi, Đô Gia, để Hữu Tài dùng bữa cùng cậu nhé. Trong nhà có chút việc, tôi phải quay về giải quyết việc trước đã. Ông có việc thì cứ về trước đi. Triệu Hữu Tài, ông cậu bị bệnh gì vậy? Trước kia ông tôi rất khỏe. 2 năm trước không biết tại sao lại bị bệnh tâm thần. Lúc ông phát bệnh rất giống một con thú hoang. Bố tôi mời rất nhiều bác sĩ về, nhưng đều bó tay hết. Hêm, vậy mau ăn nhanh lên, lát nữa đưa tôi qua đó xem thử. Bố ơi, là con đây, Tông Tường đây. Bố mau tỉnh lại một chút đi bố. Linh khí ở đây rất nhiều. Vừa vào trong sân, tôi liền cảm nhận được một luồng linh khí ập vào mặt mình. Đô Gia, khiến cậu chê cười rồi. Trông bố tôi chỉ đáng sợ những lúc phát bệnh thôi, bình thường vẫn rất ổn.
tôi giải phóng sức mạnh tâm trí. Tiến vào cơ thể của ông lão, tôi liền cảm nhận được một luồng sức mạnh tâm trí vô cùng dữ dội khác, đang ảnh hưởng đến bố của Triệu Tông Tường. Bố ạ, bố bình tĩnh đi. Triệu Tổng, để tôi... Hứ, cậu đâu ra? Cậu có thể xử lý tình trạng của bố tôi sao? Ông ấy đang bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh bí ẩn. Không phải bệnh tâm thần. Nói rồi tôi tiến thêm vài bước, đưa tay ra nắm lấy đầu ông lão. Sức mạnh tâm trí của tôi biến thành một chiếc lưới, bao lấy sức mạnh bí ẩn đó, phá vỡ nó đi. Sức mạnh bí ẩn bị xé toạc ngay lập tức. Cậu đâu ra, bố tôi bị làm sao vậy? Ông lão đã không sao rồi, ngủ một giấc là khỏi. Triệu Tổng, bán biệt thự này cho tôi đi. Người bình thường ở biệt thự này cũng sẽ xảy ra vấn đề như vậy. Đô ra, nói vậy nghĩa là cậu đã cứu bố tôi. Hơn nữa biệt thự này còn có vấn đề. Bán với chả không bán gì chứ. Tôi tặng cho cậu đấy. Vậy thì cảm ơn Triệu Tổng nhé. Ha 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 ha. 12 giờ đêm, tôi bị tiếng gõ gương đánh thức. Cháu ngoan à, sao trông bộ dạng của cháu mệt mỏi thế? Vâng, hôm nay trong não một người có một loại sức mạnh tâm trí khác thường. Cháu giúp người ta thanh tẩy rồi. Cháu ngoan, một nơi có tình trạng như vậy, chắc hẳn có rất nhiều linh khí. Nếu cháu tu luyện ở một nơi như vậy, tốc độ có thể tăng lên rất nhanh. Cháu biết mà ông, chủ nhân căn biệt thự đó đã tặng lại cho cháu rồi. Cháu không cần phải ở trong biệt thự đó cả ngày đâu. Ông nội dạy cháu một trận pháp đơn giản. Trận pháp này có thể tập trung linh khí lại. Nói đến đây ông nội giơ ngón tay lên. Tia sáng rực rỡ, lập tức xuyên qua gương đi vào trong cơ thể của tôi. Cháu cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt cho ông. Nói rồi tôi nhấc gương lên. Chuyển vật tư mà hôm nay Triệu Tông Tường mua giúp qua bên đó. Cháu mua nhiều máy bay không người lái như vậy để làm gì? Ông nội á, ông có thể dùng máy bay không người lái mang xăng vào trong thành, rồi đổ xuống các doanh trại địch. Chắc chắn rất hiệu quả. Đối với đèn pha, buổi tối lúc ông tấn công thành, ở bên chiếu đèn sẽ nhìn thấy rõ ràng. Còn những kẻ địch ở trên tường thành đó lại không thể nhìn rõ cái gì cả. Sao trong đầu cháu có nhiều sạn thế? Mặc dù hơi kỳ cục nhưng thực sự rất tốt. Đúng rồi, công pháp còn ở trong bái vị tổ tiên không? Tôi đã dùng thấu thị để kiểm tra rồi, công pháp bên trong không còn nữa. Hơn nữa bài vị còn có dấu vết bị cải ra. Cháu ngoan, cháu phải cẩn thận đấy. Càng đến gần chân tướng, càng có khả năng hung thủ phía sau sẽ ra tay với cháu. Ông nội yên tâm, cháu sẽ cẩn thận mà. 5 ngày sau ông sẽ đến tìm cháu. Sáng sớm hôm sau, tôi liền nhận được cuộc điện thoại của đàn em Tiểu Vi. Hôm nay thứ bảy được nghỉ, anh có rảnh về ăn trưa không? Nếu có, em sẽ ra ngoài mua thức ăn. Có chứ, chưa anh sẽ về. Hoa khôi của trường tự mình xuống bếp, phải thưởng thức chứ. Hi hi, vậy em ra ngoài mua thức ăn đây. Gần đây em học được mấy món mới, trưa nay em nấu cho anh thử. Sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng leo lên xe và phóng xe trở về nhà. Trên đường đi tôi phát hiện phía sau có một chiếc xe đang bám theo chiếc xe của tôi. Tôi lập tức giải phóng sức mạnh tâm trí, phát hiện là người nước ngoài. Trên xe có ống nhòm, còn có cả máy nghe lén. Điều kỳ lạ nhất là trên xe hắn ta còn có ảnh của tôi. Giờ tôi có thể chắc chắn đối phương đang nhằm vào mình, nhưng tôi không làm gì cả mà lái xe thẳng tiến về khu phố. Về đến nhà, tôi dùng sức mạnh tâm trí nhìn ra ngoài, quả nhiên xe của đối phương đã đỗ ở bên dưới. Đúng là chết tiệt, làm ông đây đói bụng gần chết vì phải bám đuôi cả sáng. 3 ngày, không, trong vòng 2 ngày tới cậu sẽ phải chết. Một tai nạn hoàn hảo sẽ kết thúc cuộc đời của cậu. Ha 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 ha. Người này không ai khác chính là thủ hạ người nước ngoài được mời về gây tai nạn của Dư Thọ Nhân với chi phí lên tới 500.000 đô la Mỹ. Nhiều tiền như vậy mà chỉ giết sinh viên bình thường như tôi, đối với anh ta mà nói giống như nhặt tiền vậy. Anh muốn tặng tôi một tai nạn hoàn hảo, vậy tôi sẽ cho anh một tai nạn trước nhé. Sức mạnh tâm trí của tôi phút chốc sẽ tọa mạch máu trong não của tên Hezisi. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Hezisi bất ngờ cảm thấy đau đầu dữ dội, hắn nhanh chóng khởi động xe đi đến bệnh viện gần nhất. Chưa đầy 10 phút, Hezisi gắng gượng lái chiếc xe tới trước cổng bệnh viện. Nhưng vừa xuống xe thì hắn ta đã ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Không có vết thương ngoài da nào, nguyên nhân tử vong là xuất huyết não đột ngột. Sau khi xử tên sát thủ được thuê về đó, tôi đã ăn trưa cùng Tiểu Vi. Trong lúc này, Tiểu Vi dường như vô tình hỏi, học trưởng, em biết một bí mật. Em có một người bạn, bạn ấy là một hacker hàng đầu. Nghe đến đây, hai mắt tôi sáng lên. Tiểu Vi, em có thể cho anh thông tin liên lạc của người bạn này không? Hả? Tiểu Vi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Vừa hay anh có chút việc, cần đến sự giúp đỡ của một hacker giỏi. Được, vậy lát nữa em sẽ gửi WeChat bạn ấy cho anh. Nhưng tôi lại không biết, người mà Tiểu Vi đề xuất chính là cô ấy. Bởi vì cô ấy chính là một hacker rất giỏi. Ăn cơm xong, tôi nhanh chóng add tên hacker đó.
Đại thần, tôi muốn điều tra Dư Thọ Nhân chủ tịch tập đoàn Trường Không. 5 năm trước bố mẹ tôi mất do tai nạn xe. Cảnh sát xác nhận họ bị mưu sát. Có thể có liên quan đến Dư Thọ Nhân. Cần bao nhiêu tiền cứ nói với tôi. Thấy tin nhắn, Tiểu Vi lặng đi. Bố mẹ của học trưởng vậy mà lại bị mưu sát. Cô lấy lại tinh thần, bắt đầu hành động. Với trình độ máy tính tuyệt vời, rất nhanh đã vào được điện thoại của Dư Thọ Nhân. 5 phút trôi qua, trên mặt Tiểu Vi lộ ra nụ cười. Xong rồi. Tiểu Vi lập tức gửi tin nhắn cho tôi. Thủ hạ Giang Văn của hắn ta có vấn đề. Giang Văn liên lạc một người tên Ảnh Tử đi theo anh về Sơn Thủy. Anh phải cẩn thận đấy. Vụ này cũng khá thú vị. Tôi sẽ theo vụ này. Đúng là Dư Thọ Nhân có vấn đề. Sáng hôm sau, tôi đến biệt thự mà Triệu Tông từng tặng tôi. Sau khi bố trí trận pháp ông nội đã dạy, tôi bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, ở dị giới, một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Bên quân doanh Tây Thành, mấy binh sĩ gác đêm đang tụ tập hàn huyên ở bên đống lửa. Đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi xuống đỉnh đầu. Mua rồi kìa, mấy binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy vô số máy bay không người lái đổ xăng xuống, xăng biến thành những hạt mưa mỏng manh rơi xuống đất. Địch tấn công rồi, là dầu hỏa, địch tấn công bằng dầu hỏa. Quân doanh phút chốc hỗn loạn, vô số doanh trại nhanh chóng bị đốt cháy. Bật đèn pha lên đi. Phút chốc, vô số ánh đèn chói mắt chiếu hết về phía tường thành. Binh lính ở phía trên chỉ cảm thấy đôi mắt đột nhiên trở nên trắng xóa, chẳng nhìn thấy gì cả. Xông lên. Tiếng giết lập tức vang vọng bốn bề, chưa đầy nửa tiếng đã thành công chiếm đóng Thánh Nguyên Thành. Ha ha, cách của cháu trai ta đúng là cách hay mà, chỉ một chút thương vong đã chiếm được Thánh Nguyên Thành, đúng là không thể tin được. Dương Thiếu, thế này là ông chủ Đường, tôi nghe nói quan hệ của ông và Đâu Gia rất tốt. Quan hệ giữa Đâu Gia và tôi đúng là rất tốt. Ông chủ Đường, cậu ta chỉ là sinh viên bình thường, ông kết giao với cậu ta sẽ không được lợi nhiều. Không biết ông chủ Đường có đồng ý hợp tác với nhà họ Dương không? Hừ, Dương Thiếu à, nếu không có chuyện gì thì mời cậu về cho. Hừ, ông chủ Đường, không phải cậu ta chỉ là có mắt nhìn đá thô thôi sao? Nhưng thứ như đá thô cũng rất hên xui, cũng không thể nhìn chuẩn mãi được. Hợp tác với nhà họ Dương chúng tôi mới phát triển lâu dài được. Ông chủ Đường, ông suy nghĩ thật kỹ đi, đây là danh thiếp của tôi. Hừ, đúng là tự tìm đường chết mà. Ông chủ Đường, có chuyện gì vậy? Cậu Đâu Gia, tôi không làm phiền cậu chứ? Là thế này, vừa rồi Dương Vinh đến đây, cậu ta có vẻ muốn làm phiền cậu. Cậu ta còn dụ dỗ tôi cắt đứt liên lạc với cậu nữa. Cậu có cần tôi giúp cậu đối phó với nhà họ Dương không? Ông chủ Đường, cảm ơn ông, nhưng không cần đâu. Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi, đến lúc đó tôi tự nói chuyện với Dương Vinh. Vậy được, cậu Đâu Gia, không làm phiền cậu nữa. Sau khi cúp máy, ánh nhìn lạnh lẽo lóe lên trong mắt tôi, xem ra cái tên Dương Vinh này vẫn chưa trở thói xấu. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiểu Vi, có chuyện gì thế? Học trưởng, xe của anh bị đập nát rồi. Vừa nãy giám đốc tài sản đến thông báo, em đang chuẩn bị xuống xe đây. Tiểu Vi, đừng vội, một chiếc xe mà thôi, em đừng xuống đó, nguy hiểm lắm, anh sẽ qua đó ngay. Hơ, cũng tàn nhẫn thật đấy, chẳng cần nghĩ, tôi cũng biết. Chuyện này do Dương Vinh làm. Học trưởng, có phải Dương Vinh giở trò không? Mê mơn, khả năng cao là cậu ta rồi. Học trưởng, xin lỗi anh, Dương Vinh làm phiền anh là tại em cả. Giờ hại cả chiếc xe đắt đỏ thế này bị đập nát. Tiểu Vi, sao em lại đẩy hết trách nhiệm về mình như vậy chứ? Cho dù anh kết thù với cậu ta là vì em, làm loạn là vấn đề của cậu ta. Đi, chúng ta đi về thôi. Học trưởng, xin lỗi anh. Lại nữa rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ không đẹp đâu. Không đẹp sẽ không tìm được bạn trai. Học trưởng. Lúc này Tiểu Vi bất ngờ lao tới ôm tôi từ phía sau. Thật ra em thích anh lâu lắm rồi. Em rất muốn làm bạn gái của anh. Tiểu Vi, em nghiêm túc chứ? Ha 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 ha. Báo thù không đợi qua đêm, buổi trưa tôi bắt taxi đến gần biệt thự của nhà họ Dương. Phát hiện bố mẹ của Dương Vinh đang ngồi nói chuyện trong sân. Tôi liền tàng hình đi vào bên trong. Ông xã A, chỉ đập vỡ xe của thằng nhóc đó thôi vẫn chưa bỏ tức. Hừ, yên tâm đi, Đâu Gia dám khiêu khích nhà họ Dương chúng ta. Đối đầu với con trai anh nhất định sẽ không nương tay. Bố mẹ, con ra ngoài chơi đây. Lúc này, con đừng qua đó tìm Đâu Gia. Biết chưa? Bố á, con biết rồi. Lúc này con ra ngoài làm gì? Không được ra ngoài. Mẹ, con đi lượn lờ thôi. Con biết chừng mực mà. Nhưng đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên mất lái, đâm thẳng vào Trương Hồng Anh đang đứng chắn trước xe. Dương Vịnh An hoảng hốt lập tức gọi điện đến đường dây nóng. Rất nhanh cả ba đều được xe cứu thương đưa đi. Tôi cười đắc chí, dùng sức mạnh tâm trí kiểm tra biệt thự một lượt. Rất nhanh đã phát hiện ra bất ngờ. Có hai bất ngờ, một là Dương Vinh An giấu một cuốn sổ cái bên trong ghi chép chi tiết mấy chuyện mờ ám của ông ta. Hai là, tôi tìm thấy Asibo trong phòng ngủ của Trương Hồng Anh. Chiếc Asibo này được cất giấu rất kỹ. Chắc chắn bên trong có thứ hay ho.
Đi đây, lấy được Asiber và sổ cái, tôi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, tôi nhanh chóng cắm Asiber vào máy tính. Bên trong vậy mà lại là hàng trăm video. Hoang gia đến vậy sao? Chỉ thấy nữ chính đều là Trương Hồng Anh, mà nam chính trong mỗi video đều là người khác. Tôi là trai ngoan đấy, đáng thương thật. Không ngờ Dương Vinh An có tài sản mấy trăm tỷ, nhưng vẫn phải chịu cảnh làm tuần lộc. Tôi lập tức bảo Đường Tại Thiên đến thành phố Vân Hải, rồi đưa sổ cái và Asiber cho ông ấy. Ông chủ Đường, Dương Vinh và Dương Vịnh An thuê người phá hỏng xe của tôi rồi. Tôi phải dạy dỗ nhà họ Dương đó. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Cậu Đô gia cứ yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Anh là Dương Tổng, tôi có mấy thứ hay Hồng muốn tặng ông. Ta nói chuyện nhé. Hừ, cầm đồ của cậu cút đi. Bảo vệ làm việc kiểu gì thế? Sao ai cũng có thể vào đây chứ? Hơ hơ, nếu chuyện liên quan đến vợ và con trai ông thì sao? Tốt nhất là cậu đừng có nói nhảm. Tốt nhất đừng có ác ý. Ở đây có camera giám sát đấy. Dương Tổng, ông có thể xem cái này trước. Cái gì đây? Là báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống của ông và Dương Vinh. Một đống vô nghĩa. Dương Tổng, bên trong vẫn còn thứ hay ho khác. Nói rồi Dương Quân lại đưa cho Dương Vinh An một chiếc Asiber. Sau khi Dương Quân đi, Dương Vinh An rảo bước đến thư phòng, rồi bật máy tính lên và cắm Asiber vào. Trương Hồng Anh, tôi phải giết cô. Dương Vịnh An vô cùng tức giận. Bà vợ vậy mà lại cắm cho ông ta trăm chiếc sừng. Con trai cũng không phải con ruột của ông ta. Đợi đã, bất chợt Dương Vịnh An lại nghĩ đến một vấn đề khác. Ông ta vội vàng mở két ra. Dương Vịnh An chết lặng. Sổ cái trong két sắt đã không cánh mà bay rồi.